Viết một cái bài khi giáo dục Việt Nam nói rằng ạ, hồi đó hình như là anh Đại Tá Phong là tổng biên tập của giáo dục Việt Nam. Tôi đã nói với anh rằng á, anh sẽ chết nếu anh sử dụng những cái thằng hai mang làm ký giả. Nó viết cái bài đó đấy. Nó viết rằng những anh em cờ đỏ ở đường Lý Thái Tổ, tượng đài Lý Thái Tổ là những bọn vong ơn bội nghĩa. Tại vì những cái người hôm đó đó là ai? Nhóm Việt Vi Dân, là Trung úy Nguyễn Viết Dũng này, này kia, rồi anh Trần Nhật Quang, rồi cả bé Thân Phượng này kia đó, mấy người đó đi ra ngoài đó chống lại cái bọn như nâu no you, mà bị tờ báo giáo dục Việt Nam viết là bọn vong ơn bội nghĩa. Tôi viết lại một cái bài phản bác. Và tôi nói với Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, tờ báo An Ninh rút cái bài đó xuống ngay lập tức. Những báo Thanh Niên, báo ấy này kia đều rút bài hết, rút hết xuống. Cái anh ký giả đó đó, ở bên báo giáo dục Việt Nam nói với tôi rằng, cái thằng đó nó đâu phải là nhân viên chính thức của giáo dục Việt Nam, nó chỉ là một người làm, anh ta chỉ làm bán thời gian. Tôi phải bán thời gian và làm trưởng khối, làm trưởng ban báo mạng. Thì cũng hay đấy. Người nhân viên không chính thức mà được làm trưởng ban báo mạng và đưa cái bản tin như vậy. Thay vì nói cái nhóm No You là cái nhóm vong ơn bội nghĩa thì lại bảo là các anh em cờ đỏ ở miền Bắc là vong ơn bội nghĩa. Thằng Trịnh Việt Dũng nó cầm cái bảng này nó chửi ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ta chửi ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tại sao không bắt nó? Mà lại nói anh em kia gọi là có ai dám nói như vậy không? Nguyễn Phương Hùng nói. Nhưng mà có điều trong cái bài viết tôi phải nói hai chiều. Thành ra tôi có chê trách anh em dư luận viên. Tôi bảo rằng ban tuyên giáo của nhà nước Việt Nam đã có một cái tổ, có anh em dư luận viên chính thức và có lãnh lương. Thì không thể nào chúng ta có một cái tổ chức dân sự bên ngoài lấy tên là dư luận viên được. Bởi vì dư luận viên nó có mang ý nghĩa chính trị. Mà đối với nhà nước Việt Nam, đó là một cái điều tối kỵ và điều nhạy cảm nếu mà chúng ta tổ chức một cái lực lượng dư luận viên ở ngoài xã hội. Và chúng ta sẽ làm mục tiêu để cho những người ở hải ngoại họ đánh phá. Bởi vì sao? Nó sẽ nói rằng nhà nước Việt Nam là đạo đức giả, lập ra cái tổ chức dư luận viên để mà rồi lại ngăn chặn tiếng nói của những người dân chủ trong nước. Thấy không? Các bạn chỉ nhìn thấy một khía cạnh mà các bạn không nhìn thấy những cái sau lưng. Tôi cảm ơn rất nhiều người ngày hôm qua đã... Quan trọng là tôi dừng lại mà. Giờ tôi nói thêm này. Thứ nhất là tòa soạn đã sửa bớt một phần cái nội dung của cái bài viết theo cái phần một phần góp ý của anh. Yeah. Tôi thì tôi chưa biết đúng sai như thế nào. Chúng tôi tất nhiên phải căn cứ vào cơ quan chức năng. Nhưng mà cái góp ý của anh cũng là một cái mà chúng tôi hết sức lưu tâm. Thế yeah. Nên là tôi đã đến quyết định là tôi đã sửa lại cái nội dung cho nó nhẹ nhàng hơn. Yeah. Thế còn đề nghị anh là tiếp tục cung cấp cái bằng chứng như anh nói nhé. Yeah. Anh hiểu cho là như thế này này. Chúng tôi là cơ quan báo chí của nhà nước. Yeah. Thế thì khi chúng tôi nói cái gì thì thông tin mà nó phải là một thông tin, ví dụ là người dân Việt Nam cung cấp cho chúng tôi này, là cơ quan chức năng, người dân thì chúng tôi sẽ xác minh, còn cơ quan chức năng thì chúng tôi phải tin. Khi yeah. mà một vị lãnh đạo như vậy đã nói rồi thì chúng tôi phải tin anh nhé. Yeah. Đó là cái thứ nhất. Cái yeah. thứ hai là thế này, những cái tài liệu mà anh nói rằng có ở trên mạng ở chỗ này chỗ kia ấy, yeah. thì tôi nói thật là chúng tôi chỉ có thể là để tài liệu tham khảo thôi, yeah. nhưng còn không thể là tài liệu để chúng tôi sử dụng được. Yeah. Đó. Thế kể cả trong trường hợp anh cung cấp thì chúng tôi coi đấy là một tài liệu tham khảo chính thống anh ạ. Yeah. Chúng tôi sẽ gửi đi để các cơ quan hữu quan xem xét. Và đây các anh xem, anh yeah. Minh là thế này, No Y là thế kia, tại sao các anh không bây giờ tôi đề nghị các anh cho ý kiến để chúng tôi đăng tải. Yeah. Thì chúng tôi chỉ là cơ quan truyền thông thôi anh. Yeah. Nghĩa nhá. Yeah. Đó, thế trên đây là một lần nữa thay mặt cho tòa soạn tôi cảm ơn anh đã có góp ý và
Tôi cũng mong anh khi tuyên truyền với lại các bạn ở trong nhóm anh em ấy thì cũng phải nói rõ như thế này này. Chúng ta là những người có văn hóa thì nói năng hay là làm gì cũng cần phải có văn hóa. Không được nói tục chửi bậy, không được vi phạm pháp luật. Còn nếu không ấy, thì chúng tôi coi những người đó là không tồn tại, anh ạ. Dạ. Rồi, rất là cảm ơn. Còn đâu chúng tôi tiếp thu, ví dụ và các anh có phản ánh chúng tôi sẵn sàng tiếp thu. Giá như chúng tôi không nghe, chúng tôi không tiếp thu thì đấy lại là một câu chuyện khác. Yeah. Chứ không thể chửi người khác là thế này thì kia rồi mình thì lại dùng lời lẽ nó không phù hợp, là không được. Thế đấy, toàn phản sẽ kích lên phản đối và chúng tôi coi như không tồn tại, anh nhé. Vâng, rồi tôi rất vui được nghe thông tin của anh. Tôi sẽ bài rồi, anh có thể xem lại đi. Vâng, tôi sẽ thông tin lại với các bạn. Hy vọng rằng các bạn hiểu. Dạ. Tôi các bạn đây đều là sinh viên học sinh cả. Các bạn đều là sinh viên học sinh, các bạn luôn luôn có cái nhiệt huyết, và dĩ nhiên là đó là các bạn đã thề với lý tưởng khi làm đoàn viên rồi. Các bạn là đoàn viên thanh niên cộng sản, các bạn đã có lý tưởng về đứng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền rồi. Cho nên là chắc chắn một điều là mọi người anh cũng nói mọi người là khi suy xét vấn đề thì cần phải bình tĩnh. Yeah. Nếu như mà chúng tôi nếu mà thông tin từ phía cơ quan hữu quan, những người có trách nhiệm nói rằng đấy là dư luận viên của nhà nước thì chúng tôi lại phải khẳng định, đúng không? Vâng. Nhưng mà khi đã có phát ngôn rõ ràng đấy là dư luận viên tự phát, không thuộc biên tuyên giáo, cũng trả thuộc công an, thì rõ ràng như đấy là hành động đấy là không đúng. Chúng tôi không thể đồng hành được. Thế còn nếu như bây giờ có kết luận là các bạn ấy là chuẩn thì chúng tôi sẵn sàng, đúng không anh? Vâng. Thế cho nên các bạn ấy suy xét thì phải bình tĩnh, chứ không nên chỉ vì cái cảm xúc cá nhân mà rồi chúng ta có những cái việc là hay lời nói nó không phù hợp thì nó, tôi nghĩ không nên, nhất là khi chúng ta lại là dư luận viên, anh ạ. Vâng. Nói chung là vâng, nói chung là tất cả mọi người cũng tự nhận mình để mà để chống lại cái thế lực phản động thôi, chứ cũng không phải là mọi người, bởi vì đó là sự mỉa mai, có nghĩa là chúng tôi không hề lãnh lương ai cả, nhưng mà họ vẫn gán ghép, nghĩa là họ mỉa mai mình như thế, cho nên tôi phải chịu, cái cố gắng chịu đựng khi mang cái tên dư luận viên. Nhưng, đúng rồi, nếu thế thì chúng ta sẽ đã chịu đựng thì chúng ta tiếp tục chịu đựng và làm những việc tốt thì mọi người sẽ thấy. Đúng vậy. Hiện tại là mọi người đang cố gắng chịu đựng tất cả mọi bài báo ở các báo đó. Mọi người cố gắng chịu đựng tất cả từ hôm qua nay. Tự nhiên trưa nay thêm một bài giật mình hết. Anh ơi, anh cũng phải nói với các bạn này, không phải tự nhiên các báo lên tiếng nhé. Dạ dạ. Rồi tôi sẽ. Nó phải có thế này thế kia, chứ không phải tự nhiên chúng tôi nói, chứ tôi không có quyền đấy. Dạ dạ vâng. Chúng tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ, tôi sẽ cố gắng nói với các bạn và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ cung cấp thật nhiều thông tin cho nhà báo để mà nhà báo viết chính xác lại. Vâng vâng, rất cảm ơn anh. Đó, mọi người nên hiểu như vậy thì tốt hơn anh nữa nhá. Vâng. Vâng.